tại đây đâu phải là sự tình cờ mà đem đến cho nàng một tin buồn gì Châu Tuấn? Công tử có nhận được tin của chồng tôi à? Phải, hiện giờ Châu Lan đâu quá trạng rồi và quên cả đường về. Đang biết mày ngày mày với nhân sắc công chúa Tề Bang đâu còn nhớ đến cô gái cơ hàng bên kia cùng cưới. Chỉ ta biết nàng ngày thân tay ra kéo tàn ngày nàng, nàng hãy ân cần cùng tôi. Công tử buông tôi ra. La lên bây giờ. La đi, la to lên đi. Giữa đêm khuya không người trái gian, tôi muốn được cùng nàng gần cuối phút giây thôi. Này đây, tiền đen vàng thoái, tôi tin đối lấy một niềm vui thể tác. Tôi không phải là hạng gái lăng loạn nắng nếp. Công tử đừng mong bài đều trên bọc trong dơ. Công tử có học sách thanh hiền sao không như cô? Bằng hữu chi giao chỉ ưu tính, đức thắng tài di quân tử, tài thắng đức di tiểu nhân. Công tử chắc cũng không quên câu bán giả nhập nhân gia phi đạo tất dân. Công tử đã cho tiền bạc là kinh của luân là trọng chức. À, nàng đã trắng thuận ưng còn nắng lời bí kinh. Tương tử này đây sẽ chẳng gì tình, ta đã nhất quyết đuổi nàng đi ra khỏi huyện bình quang. Ôi cuối tình người thương tình tép lại cùng là chốn bạn bè. Chơi ăn Châu Tuấn thở còn hàng nhi, sao lại nỡ buông cô? Nếu ta tình thì mau mau cùng trao tình một đêm thì mọi chuyện sẽ là một té bất ngờ. Tội nghiệp mẹ chồng giấc ngủ không yên, tôi làm chi nên tội mà trời đày đoán. Thôi, đừng có kiếp ra, mau ra ngay khỏi huyện trước khi trời nổ vàng. Ngập ngừng rơi rụng nẻo quá.
màu mây bôi mơn man cầu lớn đông tay má quà thân mèo hai tiếng chung về Thoại Khanh, vô của mẹ đã về đó à? Con đã tìm được thức ăn chưa con? Mẹ đói quá. Cô mẹ, thịt con nướng đã chín rồi. Mẹ dùng cho đỡ lòng quá cơn đói là. Ờ, ngon quá. Nè, con ăn với mẹ một miếng đi con. Dạ, cho mẹ con ăn rồi. Mẹ ráng ăn hết đi để đủ sức cầm hơi tìm đường sang tiền quá. Thịt loài thú gì mà có mùi thơm đặc biệt? Từ nhỏ đến giờ, mẹ chưa lần nào được hưởng hương vị của con thịt này. Thoại Khanh, con kiếm thịt này ở đâu vậy con? Dạ, thưa mẹ. Kìa, Thoại Khanh, tay con làm sao vậy? Trời, máu, ôi, mẹ đã hiểu rồi. Thoại Khanh ơi, con đã cầm dao lắp thịt trên cánh tay kia làm món ăn cho mẹ chồng qua cơn đói là ôi sưởi cùng cao cả ta cảm ơn trời Phật đã ban cho ta một đứa dâu hiền Châu Tuấn con ơi con cứ tu chánh tâm tránh đau buồn giờ này con đang say sưa bên mâm gà chén ngọc kẻ hạ người hầu mỹ vị cao lương thì nơi đây chốn cùng góc sân lâm vợ của con đã dùng dao lóc thịt dù đớn đau vẫn không một lời đến tiếp để mẹ cầm hơi đoạn hai mẹ con nhà kia từ đâu là ổng đến đây nức nở khóc than làm thức giấc rừng thiêu quyền bi ôi sợ hãi quá chim gầm gian nghe kinh khiếp từ không trung dẫn về hay từ nghĩa ngục dưỡng có lẽ mẹ con ta đã lạc vào núi hiểm rừng thiêng nó làm phật lòng đến tối cao tối thượng bà già kia nói đúng chính ta là linh thần đang ngự trị tại rừng hoa hẹn ra ta đang thịt cả hai mẹ con nè nhưng thấy nhan sắc dâu của bà nên ta tha cho tội chết dạ cảm ơn linh thần Thoại Khanh hãy quỳ xuống lại tả ngài đi con không ta không cần nghi lễ diễn dâu mà ta chỉ cần gần gũi một đêm với nàng cùng nữ Thoại Khanh đó là luật của ta khi ngự trị núi rừng mới tốt mang danh hùng thần háo sắc chỉ có ái tình là lẽ sống mà thôi thỏa mãn rồi ta sẽ trả tự do dạ tôi là gái của chồng liền giữ chén tàu quan xin giữ hùng thần đừng nghe